Xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang có đây hai bộ đèn led thông minh đến từ thương hiệu Oli các bạn ạ Không biết là anh em ở đây có biết đến Oli không với cái loa thông minh Myka, Mình cũng đã có những cái video nói về cái loa thông minh đó rồi Và trong cái clip này thì mình sẽ muốn chia sẻ thêm cho các bạn về những cái bộ đèn led rất là hay, rất là thú vị đến từ thương hiệu Oli Và mức giá mình phải gọi là cực kỳ rẻ luôn Nó chỉ bằng vài ly trà sữa mà thôi vậy thì giá bán của nó ra sao và trải nghiệm mà nó mang đến cho các bạn sẽ như thế nào thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn let's go không biết là nãy giờ các bạn có để ý là khi mà mình nói thì hai cái đèn led xung quanh này nó cứ nháy liên tục không ạ vậy bây giờ mình dừng lại mình không nói nữa thì xem nó sẽ như thế nào nhá các bạn thấy nó sẽ không nháy nữa đúng không nhưng mà khi mà mình nói trở lại thì nó lại nháy đây là một trong những cái tính năng rất là thú vị ở trên hai cái loại đèn led mới này đến từ thương hiệu Oli đầu tiên chúng ta sẽ có đèn led thanh gaming đấy nó sẽ có hai cái cây như thế này và chúng ta sẽ được tặng kèm những cái bộ giá đỡ ở phía dưới các bạn có thể là dán trực tiếp lên tường thì cũng có luôn cái bộ đó nha à, và thứ hai nữa đó chính là led dây thực ra thì cái led dây này thì nó cũng có thể là nháy được theo cái điệu nhạc hay là giọng nói hoặc bất kỳ một cái âm thanh nào xíu nữa thì mình sẽ chia sẻ sau cho các bạn cái này nha à, bây giờ thì mình sẽ muốn tập trung để nói về cái đèn led cây này trước đi thì đối với cá nhân mình khi mà mình cầm hai cái này lên á mình làm mình liên tưởng ngay lập tức tới những cái hệ thống loa các bạn ạ ở trên những mạng xã hội kiểu như là tiktok á thì họ cũng có bán những cái dạng đèn led và có tích hợp thêm loa nữa để mang đến một cái trải nghiệm kiểu như là khi mà bật loa thì nó sẽ nháy lên nhưng mà mình thấy rằng là những cái hệ thống led đó cái led thì nhảy ok rồi đấy tuy nhiên về cái chất âm thanh nó mang lại không hay À, và bên nhà Oli họ có một cái cách tiếp cận khác. Khi các bạn đã có một cái hệ thống âm thanh cực kỳ xịn sò rồi và các bạn chỉ muốn là nó nháy được theo điệu nhạc thôi thì các bạn sẽ có rất là nhiều option. Ví dụ đây là một trong những cái option mình thích nhất. Chúng ta có led nháy liên tục theo điệu nhạc. À mình xin phép là mình sẽ mở một cái bài nhạc nào đó nhưng mà nó phải không dính bản quyền nha các bạn. mình sẽ chuyển thêm một cái đoạn nó mạnh hơn một chút. Các bạn thấy thế nào ạ? Hay không? Mình thì mình thấy rất là hay và rất là thú vị, ấy. đặc biệt là khi mà chúng ta à uh sử dụng vào buổi tối á các bạn kiểu như là các bạn có một cái căn phòng làm việc riêng mà các bạn gắn thêm mấy cái này nữa các bạn muốn chiêu chẳng hạn đi à, mới đây thì có cái intro 2022 của Sơn Tùng MTP mà khi mà chúng ta mở và kết hợp với hệ thống này nó không gì một không khác gì một cái quán bar các bạn ạ nhìn vào nó rất là sướng rất là phê á cái cách thiết kế thì đối với cá nhân mình mình thấy là là nó cũng rất là đẹp đấy à, về cái việc tính chỉnh nhá thì các bạn sẽ sử dụng những cái app ở trên điện thoại nhá link app thì mình sẽ để trong phần bình luận cũng như là phần mô tả thì ở trong cái app này các bạn có thể ví dụ như đầu tiên là mình sẽ tắt nó được ở đây. Đấy, các bạn có thể là nhấn vào để có thể là tắt được này, hay là các bạn có thể là vào đây để tinh chỉnh theo ví dụ các bạn không muốn nó nháy theo điệu nhạc nữa mà các bạn muốn nó nháy theo một cái kiểu khác thì bạn hoàn toàn có thể là vào ở trong cái app này để có thể là tinh chỉnh được. Đó, chúng ta có rất là nhiều những cái loại khác nhau để có thể là nó nháy theo được hoặc là các bạn có thể là chỉnh được ví dụ như là các bạn thấy nó nháy sáng quá các bạn có thể là chỉnh được uh, cái phần trăm xuống nó ít hơn thì nó có thể là giảm được cái độ sáng xuống nói chung là nó có rất là nhiều thứ để các bạn có thể là tạo được cùng với cái led thanh này cũng như là led dây xíu nữa sẽ mình sẽ chia sẻ cho các bạn à, một cái điểm nữa đó là nó có thể là kết hợp với cái loa ca các bạn khi mà các bạn ra lệnh giọng nói cho loa ca thì nó sẽ có thể là tự động bật hoặc là tự động tắt hoặc là chuyển sang một cái chế độ màu khác mà các bạn không cần phải thao tác thủ công trên điện thoại nữa thì các bạn hoàn toàn có thể là sử dụng những cái ra lệnh bằng giọng nói ha. Bật đèn LED. Đèn LED đã được điều khiển thành công. Chuyển đèn LED sang màu xanh. Đèn LED đã được điều khiển thành công. Bên cạnh đó nữa thì bên nhà Oli họ cũng thêm một cái option đó chính là các bạn sẽ có một cái điều khiển từ xa Các bạn có thể là tinh chỉnh được cái màu sắc hoặc là bật tắt từ xa Rất là gọn dành cho những bạn nào kiểu như là các bạn kết nối vào một điện thoại rồi Nhưng mà lâu lâu không thấy điện thoại đâu thì các bạn có thể là sử dụng cái, 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 cái điều khiển từ xa đó Các bạn có thể là tắt được, nó cũng rất là thú vị và rất là hay đấy Đó là nói về cái hệ thống đèn LED này nha Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang nói về cái phần dây LED thì đây là về phần đèn led dây Của bên nhà Oli Thì nó sẽ có chiều dài khoảng tầm là 2 mét các bạn ạ Và nó cũng có thể là nháy theo được nhạc được Cái này thì tùy thuộc vào cái sở thích của bạn thôi Các bạn có thích nó nháy hay không nháy Thì các bạn có thể là bật và tắt Một cách rất là đơn giản Ở trực tiếp trên cái app của chúng ta luôn Rồi bây giờ thì mình sẽ thử luôn cho các bạn này Đấy các bạn thấy không Khi mà mình nói chuyện một phát á, là ngay lập tức cái hệ thống này nó sẽ nháy theo được các bạn ạ. Bởi vì các bạn có thể là tinh chỉnh trực tiếp trong cái phần app này luôn. À tuy nhiên các bạn có thể thấy rằng là có một cái điều nho nhỏ, một cái lỗi nho nhỏ ở đây, nó không phải là lỗi đâu mà là về cái độ trễ ấy. Thì khi mà mình sử dụng cái led dây này thì nó sẽ có một cái chút độ trễ tức là nhạc đi trước một xíu rồi Thì cái đèn led này nó mới nháy theo được, nó không giống như kiểu là cái đèn led thanh này đâu các bạn ạ Mà nó sẽ hơi bị trễ một tí xíu nha Tại sao nó lại có độ trễ như vậy? Ở trên cái đèn led thanh ấy, thì chúng ta sẽ có cái phần mic ở đây này, mic thu ở đây luôn tức là nó sẽ không có độ trễ nha Còn với cái đèn led dây này thì nó sẽ sử dụng cái mic của chính thiết bị mà đang kết nối nó với app tức là cái điện thoại đấy à, Các bạn hãy nhìn ngay ở trên cái chiếc Oppo Reno 8 Pro của mình nó sẽ có một cái dấu chấm nho nhỏ ở đây này Thì tức là nó đang sử dụng cái mic của điện thoại để có thể là điều khiển cái bộ này À cho nên các bạn có thể thấy rằng là nó sẽ uh, có cái độ trễ nho nhỏ ha. Hoặc khi mà các bạn không muốn là nó nháy theo âm thanh nữa và các bạn muốn chuyển sang một cái chế độ khác, ví dụ như là chế độ màu chẳng hạn đi thì các bạn hoàn toàn có thể là tinh chỉnh được ở đây này. Trong này đó các bạn thấy là nó đang thay đổi đúng không? Đó. Các bạn có thể là chọn những cái chủ đề khác nhau cũng được. Ở trong cái app nó đều có sẵn luôn ha. Ở trong này thì mình thấy rằng là có vô vàn những cái chế độ ví dụ như là colorful này, rồi là real này, work này rất rất là nhiều các cái chế độ khác nhau để các bạn có thể là sử dụng nha và bên cạnh đó nữa thì cái phần dán á, thì nó sẽ sử dụng keo 3 m cho nên là khi mà các bạn ví dụ như các bạn có dán vào cái phần bàn á, thì nó cũng rất là đơn giản và dễ dàng mình thấy rằng là với cái tầm giá khi mà mình coi những chương trình flash sale á, ở trên tiktok shop á, thì nó chỉ loanh quanh cái bộ này này Nó chỉ là hơn 200 cành một tí xíu 200 nghìn một tí xíu thôi Thì đây là một cái bộ mà mình nghĩ rằng là Các bạn có thể là mua về để trang trí cho căn phòng của chúng ta Mức giá 200 thì mình thấy là nó quá rẻ đúng không Nó chỉ loanh quanh một bữa đi uống cà phê à, Hoặc là các bạn đi uống um, trà sữa mà thôi Đấy một nhóm bạn đi uống trà sữa Thì cũng chỉ loanh quanh mức khoảng 200 cành thôi Hay là cái bộ đèn led thanh á Thì nó có rất là nhiều tính năng thông minh Tuy nhiên mức giá cũng chỉ khoảng tầm 400 nghìn 400 000 thì cũng rất là rẻ rồi các bạn ạ. Link mua hàng á thì mình sẽ để trực tiếp ở trong phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay nha. Các bạn có thể là lên ở trên những cái trang thương mại điện tử các bạn có thể là săn nó với mức giá cực kỳ tốt luôn. À, thông thường mức giá niêm yết thì họ kê cũng khá là cao đấy, khoảng từ 4 cho tới là 700 nhưng mà sau đó thì sẽ có những chương trình flash sale xuống á, cho nên là các bạn hoàn toàn có thể là mua với mức giá cực kỳ là tốt. Và đó là những cái điểm mà mình muốn chia sẻ cho các bạn về hai cái bộ đèn LED mới đến từ thương hiệu Oli của Việt Nam. Các bạn suy nghĩ gì về hai cái bộ đèn LED này thì đừng quên để lại ý kiến phần bình luận của video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì bye.